Vâng, xin kính chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh. Lại tiếp nối các video giới thiệu về các dòng dây loa, dây tín hiệu phục vụ anh em chuẩn bị hàng Tết. Hôm nay em xin lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em một vài cái mẫu dây loa mới để phục vụ các bác và anh em chuẩn bị trong những dịp Tết đến xuân về đây. Phía trên này là những cái dòng dây loa cho những cái anh em và các bác có những cái dàn âm thanh đắt tiền. Đây là những dòng dây Not Dog có cái mức giá từ tầm khoảng triệu đến vài triệu hoặc vài chục triệu. Thì với những các bác và anh em có những cái dàn âm thanh đắt tiền thì những cái sợi dây, những cái dòng dây này mới đáp ứng được cái dàn âm thanh của các bác và anh em. Còn với các bác và anh em có các cái dàn karaoke trong gia đình hoặc những cái dàn âm thanh tầm trung thì các bác có thể sử dụng những cái dòng dây em quay bên dưới đây. Những cái dòng dây này thì có mức giá khá là mềm thôi, chỉ từ vài chục ngàn đến 100-200 ngàn một mét dây, nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chí mà các cái dàn âm thanh của các bác và anh em cần. Và trong video này thì em xin giới thiệu đến các bác và anh em ba cái dòng dây với mức giá từ 60 ngàn đến 80 ngàn để phục vụ các bác và anh em. Và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến từng cái mẫu dây này một. Trước tiên là một mẫu dây có mức giá 60 ngàn một mét. Em sẽ lấy nét để các bác và anh em cùng thấy cái hãng dây này. Đây là hãng dây Hitachi, một hãng rất nổi tiếng và quen thuộc với các bác và anh em. Còn đây là thông số của dây. Dây này có thể chịu tải lên đến 80 độ C. Và ngay bây giờ thì em sẽ tước cái vỏ nó ra để các bác và anh em cùng thấy cái lõi dây của nó. Và đây là cái lõi dây của nó các bác. Sau cái lớp vỏ rất là mềm, dẻo và rất là dai đây, là đến một lớp áo chống nhiễu. Dòng này thì anh em và các bác vừa có thể làm dây loa cũng được, và anh em có thể dùng làm dây AV cũng được. Tiếp sau đến là một lớp dây chống ẩm và các sợi dù để bện cái sợi dây vào nó không bị xê dịch ở trong lõi, giảm cái tình trạng bị nhiễu. Còn đây là các sợi dây. Các sợi dây nó được bết rất là chặt với nhau. Em sẽ gỡ nó ra và sẽ tước cái vỏ này ra để các bác và anh em cùng thấy cái lõi dây của nó phía trong. Dòng dây này thì nó có 6 lõi. 2, 4, 6 lõi này. Và em vừa tuốt ra đây. Lõi của nó là đồng sợi tơ mạ bạc, cực sáng và bóng. Một lõi mà khi mà tết vào những tầm như này thì nó sẽ được khoảng hơn 1 ly các bác. Một vế của nó khi tết 3 sợi vào nó sẽ được khoảng hơn 1 ly. Dòng này thì là dây của nó là dây vỏ tép lông, có khả năng chịu được nhiệt độ cao, chịu mài mòn và có khả năng gần như là chống cháy các bác và anh em. Hiện tại thì bên em vẫn đang dùng cái dòng dây này để làm các cái sợi dây tín hiệu như các cái sợi dây AV đây. Chất lượng rất là ổn định, đường truyền tín hiệu thì cực kỳ ổn định. Đấy. Hoặc là làm các cái sợi dây Canon như này. Thì các bác có thể là dùng cái sợi dây này để làm dây AV cũng được, cũng có thể dùng làm dây loa cũng được, tùy các bác thôi. Và với cái dòng này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 60.000 một mét. Dòng này thì nó đều cả ba giải. Cho anh em và các bác thích đều cả ba giải thì anh em và các bác có thể chọn dòng dây này. Còn nếu mà anh em và các bác mà muốn lợi giải bát thì anh em và các bác có thể chọn cái dòng dây đây. Dòng này thì em đã tước sẵn ra rồi đây. Em đã tước sẵn một đoạn ra rồi. Dây này cũng là dây của hãng Hitachi. Nó cũng có khả năng chịu được nhiệt độ là 80 độ C. Và đây là cái thông số của dây. Dòng này thì nó thiên về giải trầm nha các bác.
Nó có tới 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10, 12, 14 lõi cơ. Nó có tới 14 lõi. Trong đó nó có hai cái sợi lớn. Hai sợi lớn, hai sợi chủ lực và các cái sợi nhỏ kèm theo đây. Dòng này là dòng lõi đồng nguyên chất như các bác và anh em, nên nó thiên về dải trầm. Nếu các bác và anh em thích lợi cái dải bát, thích có cái tiếng bát uy lực thì có thể chọn cái dòng dây này. Vì hiện tại thì với cái dòng dây này thì bên em đang bán với giá là 70.000 một mét. Dây lõi đồng nguyên chất luôn. Còn nếu các bác và anh em cũng muốn một cái dòng dây có mức giá như vậy nhưng mà có nhiều lõi hơn, đây em có một dòng dây với số lõi lên tới 20 lõi cơ, em cũng tước sẵn ra đây rồi. Dòng này lên tới 20 lõi, cũng có lớp áo chống nhiễu. Phục vụ cho các bác và anh em thích kia những cái dòng dây có nhiều lõi. Và dòng dây này thì bên em cũng đang bán với giá là 70.000 một mét thôi. Dây cũng của Hitachi. Dây của Hitachi. Đấy, thông số kỹ thuật của dây đây các bác và anh em. Nếu các bác và anh em mà thích lợi dải cao thì em có cái dòng dây đây. Vụ cho các bác và anh em. Dây này cũng là dây của Hitachi. Thông số kỹ thuật của nó đây. Em tước luôn cái sợi dây này ra để các bác và anh em thấy được cái lõi phía trong của nó. Phía trong của cái vỏ này vẫn là như thường lệ, vẫn là một cái lớp giống giấy chống ẩm. Dây khá là chặt. Sau cái lớp giấy chống ẩm này là những cái sợi dù để bện dây lại nó khít vào với nhau. Rồi tiếp đó là những cái dây, lõi dây của nó. Dòng dây này cũng là vỏ teflon, chống cháy, chịu nhiệt độ cao, chịu mài mòn. Và em sẽ tước luôn cái lõi để các bác và anh em thấy được cái lõi của nó phía trong. Đây là lõi của nó em vừa mới tuốt ra đây. Nó là đồng tơ, sợi rất là nhỏ và mịn, mạ bạc, sáng bóng luôn. Dòng này thì nó thiên về dải cao một chút. Số lõi của nó này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10. Dòng này thì có 12 lõi. Cũng là vỏ teflon. Dòng này thì nó có mức giá cao hơn cái hai cái dòng trước một chút, đó là nó có mức giá 80.000 một mét. Tết một vế của nó này vào thì nó được khoảng tầm 2 ly. Được tầm khoảng 2 ly. Dòng này chỉ dùng làm dây loa thôi các bác. Vâng, nếu các bác và anh em muốn những cái sợi dây nào, muốn bao nhiêu mét, hoặc là muốn đi quay theo cái kiểu là hai đầu bắp chuối hoặc đầu mỏ chim, hoặc là theo các cái dạng rắc mà các bác và anh em cần, thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 593 826 em để trên màn hình. Vâng, video cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những video sau. Cảm ơn các bác và anh em.